Huy ơi, Huy, Huy ơi, Huy, Huy ơi. Cái gì đấy con Íp? Đi. Đi đâu? Đi ra kiệu bắt cá. Lấy, anh đang bắt ốc cái này. Có con cá, nó phi như tên lửa luôn. May anh nhanh tay nhanh chân, thế là đắp hai bờ rồi. Bây giờ anh về để lấy xô, lấy chậu, lấy rổ ra để tát hết nước đi để bắt cá. Thế thì đi, nhanh lên, lấy đồ đi, khỏi nó chạy mất. Đây, đến địa điểm rồi Huy ạ. Bờ anh đắp kia kìa. Đấy, ở trong cái khu này này. Lại anh nhìn thấy con cá to lắm. Bây giờ anh sẽ xuống, anh tát hết nước đi để mà bắt cá nha. Các bạn ơi, anh Quân Nhịp đang tát nước rồi. Bây giờ mình sẽ đi soi cho các bạn xem nha. Đấy, nước đang chảy hết về phía anh Quân Nhịp rồi các bạn ạ. Không biết cái con cá mà anh Quân Nhịp à là con cá gì nhỉ? Mà nó trốn ở đâu rồi không biết. A few moments later. Các bạn ơi, cạn rồi. Ui, bây giờ mình sẽ đi xem là bắt được con cá to đấy không. Ui, các bạn ơi, toàn được ốc thôi, chưa thấy con cá to đấy đâu hết. Nào, xem nào, ui, ở đây cỏ lắm quá các bạn ạ. Wow! Các bạn ơi, được một con ếch đấy. Ui, ngon. Hay bây, lấy cái xô to ra đây cho anh nhanh lên để anh đựng. Đây anh con Híp. Ui, ngon. Hay bây, nhìn kìa. Rồi, xách xô đi. Nào, để anh mò xem còn con nào nữa không. Lắm cỏ quá các bạn ạ. Cỏ nó cứa hết chân tay rồi, đau quá. Ui, ốc. Rất là nắm ốc luôn. Ốc này. Cỏ này. Ui ai. Ui, chỗ này vẫn còn đầy nước quá các bạn ạ. Mình tát xuống xem. Ui, các bạn ơi, tiếp được con nữa này. Ui, dãy này đấy. Dãy cũng vào xô. Ui. Các bạn ơi, nó nhảy ra. Ui. Chẹn nó vào hay bây. Này, lấy cái xô, đắp nó vào. Rồi, ui, nó bò ra đây. Ui, nhảy ra quá. Rồi, đẩy nó vào. Cẩn thận, của nó bay ra thôi nha. Bắt tiếp các bạn ơi. Xem nào. Ui. Ây da, cỏ này, ui giời cỏ này. Mình phải nhén hết cỏ này ra. Xem nó có con gì nữa không. Từ nãy đến giờ các bạn ạ, chưa thấy con cá to đâu hết. Rồi, không biết nó ở chỗ nào. Ấy, ốc này. Anh Quân Nhịp ơi, có khi nào nó chạy rồi không? Anh cũng không biết được, có khả năng lắm. Nhưng mà cứ từ đây bắt hết đấy đã, xem là còn không. Em nghĩ cạn nước thế này mà không nhìn thấy con cá đâu thì chắc là nó chạy rồi. Anh cũng nghĩ thế ấy bạn. Chán nhờ, có con cá rất to để nó chạy mất rồi. Ôi. Yeah. Một con cá rô phi siêu to luôn. Wow. Con ếch này dám nhảy à các bạn ơi. Tiếp lên một con ếch nữa này. Ba con ếch rồi.
Rồi rồi, xem mò xem còn không. Thôi các bạn ạ, mình bắt hết rồi, được có mới một con cá với ba con ếch thôi. Bây giờ đi về để lướng đây. Ê, nhìn người này, yeah, hơn trâu đầm các bạn ạ. Anh Quân Híp lại vào công cuộc nhóm bếp các bạn ạ. Hôm nay chúng mình có món ếch nướng và cá nướng. Nghĩ đến là đã thấy thơm rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, được bếp rồi, bây giờ mình sẽ cho vào nướng này. Ếch nè. Úi giời ơi. Ngon chưa? Đây. Ôi. Cá này. Ui trời, con cá này to thế nhờ. Nào. Ui giời ơi, thơm ngon. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đây quạt và nướng thôi. Và đây là kết quả của một buổi đi bắt ếch của chúng mình. Nhìn này, cá nướng. Ui, thơm ngon. Ếch này, một bát muối chanh. Ui, ếch các bạn ơi. Xé cái đùi này. Chấm này. Thịt ếch nạc lắm các bạn ạ, ngon. Wow, nhìn này. Wow. Ngon. Làm cái đùi nữa. Quá là tuyệt vời. Cá. Ui. Ui bỏng. Quá ngon luôn. Đúng thật là cá đồng khác các bạn. Ngon. Không bỏ công buổi sáng mình đi tát vét các bạn ạ. Bẩn hết quần áo, nhưng mà được bữa này ngon tuyệt vời luôn.
Trời, lật con cá này các bạn ơi. Wow, ngon ngon ngon, xé này. Wow. Các bạn ơi, vậy là video ra đồng bắt cá và bắt ếch của mình và Hoa Híp đến đây là hết. Các bạn thấy hay cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp chúng mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.